Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Kể Chuyện Ma với hàng ngàn những video kể chuyện ngoài kia. Nhưng mà mọi người vẫn lựa chọn video này, Nam chân thành là biết ơn vì điều đó. Mọi người yêu thương á, nhớ like, share, đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh giúp Nam. Các bạn bè, anh chị em, quý cô chú có những câu chuyện ma, tâm linh muốn chia sẻ đến với tất cả mọi người có thể gửi về Gmail hoặc là Zalo đang hiện lên trên màn hình. Không phải đợi chờ lâu nữa, Nam xin phép được bắt đầu kể câu chuyện ngày hôm nay. Chúc mọi người sẽ có buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Câu chuyện ngày hôm nay của một anh tên là Nhật Minh kể lại. Anh Nhật Minh có rất là nhiều những cái câu chuyện hay về tâm linh, bùa ngải hoặc là ma quỷ. Anh với Nam đã có trao đổi rồi. Anh nói rằng thời gian tới sẽ chia sẻ thêm nhiều những cái câu chuyện rất là đặc sắc để Nam có thể gửi đến cho tất cả mọi người cùng nghe. Thì cái câu chuyện đầu tiên này do chính ba ruột của anh Nhật Minh kể lại. Nó xảy ra tại cái nơi mà ba của anh đã sinh ra và lớn lên từ lúc còn nhỏ. Cái thời điểm đó là sau khi mà giải phóng, nói chung rằng đất nước của chúng ta rất là nghèo. Và cái câu chuyện này diễn ra trong một cái gia đình ở cái nơi này. Gia đình này có tổng cộng là 7 anh chị em, nhưng mà ai cũng đã lớn hết rồi, đều lập gia đình và dọn ra riêng để mà ở. Chỉ có duy nhất cái cô em gái Út, chúng ta tạm gọi là cô Út, cổ vẫn chưa có gia đình và thời điểm đó cổ đã 26 tuổi rồi. Mọi người phải biết được rằng ngày xưa người ta dựng vợ gả chồng năm 16, 17 tuổi là chuyện rất đổi bình thường. Thậm chí có khi là 13, 14 tuổi nữa kìa. Bà ngoại Nam là lấy chồng lúc 13, 14 tuổi mà. Thì nếu như mà cốt 26 tuổi vào cái thời điểm ngày xưa như vậy, có nghĩa rằng là rất là già, rất là ế rồi. Nên là cái người anh cả ngày nào cũng nhắc nhở em gái là tại sao em không có chịu lấy chồng, rồi tại sao bao nhiêu người dạm ngõ không có chịu ai hết. Cứ nhắc đi nhắc lại như vậy thôi. Không phải là cái người anh cả này ghét bỏ gì cái cô em gái Út, chẳng qua là lo cho cái cô em của mình thôi. Đã lớn tuổi đến như vậy rồi mà không có chịu lấy chồng thì sau này sinh con ra nè, rồi rất là nhiều những cái vấn đề phiền phức. Thì ngày xưa là như vậy. Thì cái cô em gái Út này á, ở chung với cái người anh cả, với cái người chị dâu và những cái đứa cháu của mình. Trong một cái buổi ăn cơm buổi trưa ngày hôm đó, cái người anh cả này lại tiếp tục nhắc cái người cô em Út là tại sao em không chịu lấy chồng đi, sao mà mày cứ sống như vậy hoài vậy. Thật ra là cái tâm lý của một người anh á, ảnh không muốn thốt ra những cái lời quá là nặng nề đối với cái em gái của mình. Nhưng mà trong cái lúc mà bực dọc, chúng ta sẽ không kiểm soát được lời nói của mình. Nên là anh có thốt ra những cái câu đại loại giống như là mày tính sống bám vào anh bao lâu, rồi mày cứ như vậy hoài, rồi những cái người xung quanh phiền phức. Nói chung là ảnh chỉ nói với cái ý là để mong em gái mình mau chóng lấy chồng thôi, chứ không phải là xúc phạm gì cái người em gái của mình cả. Khi mà nghe tới đó rồi thì cái người em gái này rất là buồn, nên là bỏ cơm giữa chừng luôn. Sau đó là đi vào trong cái gian buồng của mình đóng cửa lại. Người anh cái khoảnh khắc đó là cũng bực dọc theo, cũng là đứng từ xa mà chửi với em gái mình thôi, chửi phong long thôi, chứ thật ra là cũng không có ý gì cả. Cho đến cái buổi chiều ngày hôm đó, người chị dâu á, tức là vợ của cái người anh cả này, có vào bên trong buồng để mà kêu cái cô em gái Út ra để mà ăn cơm chiều. Thì cái cô Út lúc này cô không chịu ra, cô mới nói vọng từ bên trong á là các người để tôi yên đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Người anh nghe tới đó thì cũng bực dọc lắm, tại vì cái người em của mình nó ương bướng, nó ương ngạnh quá, nên là cũng nói với cái người vợ là thôi kệ bà nó đi, mình ăn cơm, nó muốn làm gì là, nó muốn sống chết như thế nào á thì kệ nó. Và rồi không ai ngờ được rằng sau cái câu nói của người anh đó, hàng tấn bi kịch nó bắt đầu xảy ra trong cái đêm ở trong cái gian buồng của cái cô Út này. Cho đến sáng ngày hôm sau, anh cả mới thức dậy để mà ra ngoài ăn sáng, chuẩn bị còn ra đồng ra án để mà làm việc, thì mới thấy có một mình người vợ của mình đang dọn cơm ra cho mình ăn thôi. Mới tiện hỏi vợ là ủa con Út đâu mà sao bữa nay nó không ra phụ em cơm nước. Thì chị vợ chỉ mới nói là em không biết, sáng nay không có thấy nó ra, chắc là tối hôm qua nó buồn quá nên là nó không ngủ được, sáng nay là nó không có dậy nổi. Người anh nghe tới như vậy là người anh rất là khó chịu. Người anh mới kêu là thôi để anh vào bên trong anh kêu nó ra.
rồi anh mới bắt đầu đi tới ngay cái chỗ gian buồn của em gái út của mình, đập cửa rầm 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 rầm, đập theo kiểu giống như là rất là tức giận, tại vì tức từ hôm qua tới giờ rồi, mà thậm chí tới sáng nay nó còn không thèm ra để mà phụ cơm nước nữa. Bình thường từ trước tới giờ ngày nào con bé út nó cũng dậy sớm chung với vợ của mình để mà lo việc nhà, lo cơm nước, mà bữa nay lì lợm tới mức là ở trong phòng không thèm ra luôn, không thèm phụ vợ mình gì cả, nên là ảnh cũng hơi bực dọc một tí. Ảnh mới đập cửa rầm rầm, ảnh mới kêu là út út ra đi, bây giờ là mấy giờ rồi mà tại sao còn chưa ra. Đáp lại cái câu hỏi đó của ảnh á là một cái sự im lặng tĩnh mịch từ ở bên trong cái gian buồng này. Ảnh lại tiếp tục anh đập cửa, anh kêu út 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 ơi ra đi ra đi, thì vẫn không có một ai trả lời hết. Tự nhiên cái khoảnh khắc lúc này giống như là có linh tính gì đó, ảnh hơi chột dạ một tí. Ảnh mới quyết định là ảnh sẽ đập cửa để mà vào bên trong để xem thử coi là em gái mình có chuyện gì hay không. Ảnh cứ lao mình vào trong cái cánh cửa đập rầm rầm như vậy. Cái chị vợ lúc này là cũng nghe thấy những cái tiếng rầm rầm phát ra từ cái gian buồng của cái người em út rồi, mới đi vào bên trong để mà xem thử. Thì khi mà chị vợ vừa mới bước tới gần tới thôi đó, thì anh chồng cũng đã đập được cái cửa nó đã tung ra vào bên trong. Anh cả này á, ảnh mới té sổng xoài ở dưới đất luôn. Khi mà anh vừa mới ngước mắt lên nhìn á, thì hỡi ơi luôn, anh thấy là cái đôi bàn chân của em gái út của mình á, nó đang lơ lửng giữa không trung. Cho đến khi mà anh ngước lên á, thì anh chưa kịp hét, vợ của anh đã hét lên rất là lớn rồi. Vợ anh hét a như vậy rất là to. Anh là chết điếng hết cả người luôn, tại vì anh thấy được cái cô em gái út của mình á đang treo cổ lủng lẳng ở giữa cái sân nhà như vậy. Trời ơi, anh thấy là cái miệng của em gái mình nó há ra, cái lưỡi nó thè dài hết mức có thể, hai con mắt thì nó to đùng lên mà đang nhìn chằm chằm vào anh với một cái vẻ gì đó rất là giận dữ. Có nghĩa là em gái của anh đã hoàn toàn treo cổ chết trong chính cái gian buồng này rồi. Quá là kinh hãi luôn. Anh vội chạy tới ôm chầm lấy cái chân của người em gái mình mà gào khóc. Vừa gào khóc mà vừa kiểu giống như là nhấc cái chân lên để mà cái cổ nó thoát khỏi cái sợi dây đang treo ở trên cái trần nhà giống như vậy á. Cuối cùng là đã đưa được cái xác của em gái mình nằm dưới trần nhà. Trời ơi, anh khóc thảm thiết, khóc vang vọng cả một cái khu đó luôn. Ngày xưa thì đất đai thì rất là rộng, nhà nào mà la hét hay khóc gì á là những cái người xung quanh họ nghe được cái tiếng vang lắm. Và cuối cùng tất cả những anh chị em đã tụ họp lại đây hết. Tổng cộng cái nhà này là có 5 trai và 2 gái. Thì mọi người chứng kiến được cái cảnh là cái cô út này á đã treo cổ chết. Còn cái người anh cả thì cứ ngồi kế bên nó ôm lấy cái xác của em mình mà khóc thảm thiết thôi. Anh khóc ở đây á chưa hẳn là do thương tiếc cái người em mình quá nhiều, mà anh khóc là vì anh trách bản thân của anh từ hôm qua cho đến hôm nay á cứ dằn vặt và sâu xé cái người em của mình, cho đến khi phát hiện là em mình đã treo cổ chết rồi thì anh dằn vặt và đau đớn bởi vì anh đã làm như vậy, đã làm một trong những cái góp phần ảnh hưởng tới cái tâm lý làm cho người em á quá buồn nên đã tự vẫn. Anh chị em á cố gắng là nén lại đau thương để mà tổ chức tang lễ cho cô út này. Có một cái điều ghê ở đây á là dù cho bất cứ một ai vuốt mắt, cô út vẫn không hề nhắm mắt lại, cứ mở trưng trưng lên á mà nhìn vào mọi người giống như là người còn sống vậy. Cái lưỡi thì vẫn cứ thè ra, từ ở phía bên trong á, những cái dòng máu đen nó cứ rỉ ra, làm cho mọi người rất là kinh hãi luôn. Cho đến khi mà lúc chôn á, thì cô út cổ vẫn mở mắt, không có ai có thể giúp cổ nhắm mắt lại được cả. Sau cái đám tang này thì cả nguyên một cái vùng nó quá là u ám đi. Cái người anh cả đó buồn lắm, buồn vì bản thân mình là một trong những cái người đã góp phần làm cho em mình tự vẫn như vậy, nên là ngày nào anh cũng uống rượu để mà quên đi được cái nỗi đau đó. Chỉ có duy nhất người vợ là cứ phải chăm sóc cho người chồng của mình, với lại là những người con, cứ đêm nào cũng vậy. Chị cứ thấy những cái tiếng rên rỉ, những cái tiếng khóc nức nó phát ra từ cái gian buồn của cái người em út, rất là kinh dị luôn. Cái âm khí trong cái nhà này nó lạnh buốt,
dù cho là ban ngày 11, 12 giờ trưa thì trong nhà nó cứ lạnh giống như là mùa đông vậy. Vào đúng 30 ngày sau, vừa tròn 1 tháng thì cách nhà của anh cả tầm 2 cây số là có nhà của anh Tư. Anh Tư là cũng đã có vợ con đầy đủ hết rồi, thì cũng giống như mọi ngày, ngày hôm đó anh Tư ảnh đi làm về xong là vào bên trong nhà để mà cơm nước sinh hoạt với vợ con của mình, sau đó là leo lên trên giường để mà ngủ. Cũng cùng vào cái đêm đó, cái chị dâu cả thay vì hằng đêm nghe thấy những cái tiếng khóc phát ra từ cái gian buồng của người cô em út á, thì lần này lại nghe thấy xen lẫn ở trong đó là có những cái giọng cười rít lên như vậy. Quay về cái căn nhà của cái người anh thứ tư này, đến sáng ngày hôm đó, vợ của anh thứ tư này á, mới lay chồng mình á, thì mới hốt hoảng luôn. Thấy người chồng của mình á, lạnh toát hết rồi mà cứ cứng đơ như vậy. Và đã biết được rằng là chồng mình đã chết từ lúc nào không hay trong cái tối ngày hôm đó. Chị mới vội ôm lấy cái xác của chồng mình á, mà gào khóc. Những cái đứa con khi mà thấy mẹ của mình ôm ba mà khóc như vậy á, thì nó cũng lao tới nó ôm mà khóc. Và cuối cùng á, tất cả những người anh chị em á, đã được hàng xóm xung quanh thông báo rằng cái anh thứ tư này á, đã chết rồi. Người ta cũng đặt một cái giả thuyết cho rằng là cái anh này chắc là cái đêm đó anh đi làm về rồi anh tắm đêm, nên là anh bị trúng gió, đã chết bất đắc kỳ tử ngay trong chính căn nhà của mình vào cái đêm hôm đó rồi. Nhưng mà có những người họ lại cho rằng đây không phải là một sự trùng hợp. Cô Út vừa mới chết lại tới cái anh thứ tư này, liệu rằng đây có phải là trùng tang hay không? Những cái tiếng khóc, những cái tiếng gào thét của những người anh chị em trong dòng họ chưa kịp dứt bởi cái chết của cái cô em Út, thì bây giờ lại tiếp tục vang lên bởi chính cái người anh thứ tư của mình. Quá là thê lương, quá là thảm thiết luôn. Cuối cùng là mọi người vẫn phải nén lại đau thương để mà lại làm thêm một cái đám ma, một cái tang lễ cho cái người anh thứ tư này. Cho đến 3 ngày sau thì cũng lại tiếp tục đem cái hòm của anh này á, tới gần ngay cái chỗ mà chôn cất cô Út á, để mà chôn kế bên luôn. Cái mồ mả bên kia á, nó còn chưa kịp xanh cỏ, cái bát hương nó vẫn còn nghi ngút, thì lại là một cái bát hương của cái người anh thứ tư rồi. Quá là đau thương tan tóc cho cả một cái gia đình. Sau cái chết của cái người anh thứ tư này, thì ở căn nhà của chị dâu cả với anh cả đó, không còn nghe thấy những cái tiếng khóc trong đêm của cái cô em Út nữa, mà thay vào đó là những giọng cười cứ thấp thoảng trong đêm phát ra từ cái căn phòng đó. Nó cười lên ha 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 ha, nó cười rất là man rợ, theo kiểu rất là thích thú và sảng khoái vậy. Và những cái điều tồi tệ này nó vẫn chưa dừng lại, nó lại tiếp tục xảy ra sau 30 ngày sau. Đối với ai? Đối với gia đình của người anh Út. Người anh Út này là người anh lớn hơn cái cô Út tầm 4 tuổi. Năm đó là anh Út vừa tròn 30 tuổi luôn. Anh Út này cũng đã có vợ có con rồi, có hai người con. Người con lớn là tầm 3 tuổi, người con nhỏ thì mới được 1 tuổi thôi. Thì cái ngày hôm đó là anh Út ảnh đang leo lên trên cái nóc nhà để mà ảnh lợp lại những cái mái ngói đó. Cái người vợ thì đang ở trong bếp, thì tự nhiên nghe thấy những cái tiếng âm thanh đổ vỡ. Cái tiếng âm thanh này giống như là cái tiếng của những cái ngói nó rớt từ ở trên cao xuống, nó vỡ ra. Thì chị vợ của anh Út này á, mới chạy ra đằng trước để mà xem. Thì vừa mới tới trước nhà thôi, nhìn lên trên á thì điếng hồn luôn. Thấy anh Út đang quỳ ở trên những cái mái ngói, một tay thì ôm lấy cái cổ của mình, còn một tay thì đang với về cái hướng của cái người vợ của mình, giống như là cầu cứu vậy. Cái miệng của anh nó cứ học máu ra liên tục thôi, kèm theo đó là những cái tiếng u ớ, giống như là van xin tha mạng. Chị vợ đứng ở dưới là chết chân điếng hết cả người luôn, lần đầu tiên thấy cái cảnh tượng kinh dị như vậy. Rồi hai con mắt của chồng của chị á, bắt đầu là không còn tròng đen nữa, máu từ ở bên trong á, nó cứ tuôn ra. Và thế là cả khuôn mặt của cái anh Út này á, đầm đìa là máu thôi. Cho đến cuối cùng là anh đã rung bần bật lên, sau đó là lăn mấy vòng từ ở trên cái nóc nhà, rơi ịch xuống dưới đất. Cả người của anh bây giờ từ trên xuống dưới chỉ là một màu đỏ thẫm.
Chị vợ của anh Út thấy cái cảnh đó là ngất xỉu ngay tại chỗ. Và rồi những cái đứa con từ ở bên trong nhà, nó mới bắt đầu nó đi ra, nó bò ra. Thì nó thấy cảnh tượng ba mẹ của nó như vậy á, là nó gào khóc thảm thiết. Cho đến khi là những cái người hàng xóm xung quanh họ thấy, thì họ hoảng hồn, họ báo cho những cái người anh em trong gia đình tới. Thì quá là kinh dị, cái chết của cái người anh Út này á, nó quá là ám ảnh luôn, làm cho chấn động cả một cái vùng đó. Cũng may rằng á, là cái người em dâu, cái người mà vợ của anh Út này á, vẫn còn sống để mà lo lắng cho hai cái đứa con. Chứ anh Út này là đã vong mạng rồi. Vong mạng mà càng ngày cái level, cái cấp độ mà những cái người chết á, nó càng kinh dị hơn. Những cái người xung quanh là họ chắc chắn rằng là những cái người hàng xóm đó, họ chắc chắn là gia đình này bị trùng tang rồi. Bởi vì làm gì cứ cách một tháng là một người chết, là trong vòng bao nhiêu ngày đó mà đã chết hết ba mạng người rồi. Quá là ám ảnh. Những cái tiếng khóc bây giờ nó không còn thể nào mà nó phát lên được nữa. Chỉ trong vòng mấy tháng thôi, bảy anh chị em mà bây giờ chết hết ba người rồi, chỉ còn bốn người còn lại. Lo không? Lo chứ. Sợ không? Rất là sợ nữa là đằng khác. Nhưng mà phải cắn răng chịu đựng để mà tổ chức tang lễ. Đâu đó tầm 3 ngày sau khi cái tang lễ này kết thúc, thì cũng đưa cái anh này á tới chỗ gần hai cái ngôi mộ của những cái người chết trước đó đó, chôn cất ở ngay cái chỗ đó. Rồi mạnh ai thì về nhà nấy để mà sinh sống. Nhưng mà chuỗi ngày sống như vậy á, ai cũng đều rất là nơm nớp lo sợ. Sợ rằng không biết rằng ai sẽ là cái người chết tiếp theo. Quá là kinh hãi. Và thời gian nó cứ trôi đều cho đến tầm 20 ngày sau. Ngày hôm đó thì không hiểu trời xui đất khiến như nào, có một cái vị thầy á, họ đi ngang qua nhà của anh cả, mới vào bên trong á, để mà xin một cái ly nước để mà uống. Thì mới gặp được cái chị dâu cả. Thì cái người thầy này thấy cái chị dâu cả đó thì mới nói liền luôn: tôi thấy rằng là cái ấn đường của chị nó tối lắm, xung quanh gia đình á âm khí rất là nhiều, phải chăng rằng gia đình đang gặp một cái biến cố, một cái sự gì đó, có thể chia sẻ để mà cho tôi biết được hay không? Thì cái chị dâu cả này á, giống như là người chết đuối mà với được một cái phao đó, mới mời cái vị thầy này ngồi xuống. Xong rồi á, là kể lại hết toàn bộ những cái sự việc đã xảy ra trong cái gia đình, trong chuỗi những ngày như vậy. Thì nói thêm nha, nói thêm về cái vị thầy này. Thầy này là thầy Pháp chứ không phải là thầy sư. Thì theo những gì mà Nam được biết, thì những cái vị mà thầy Pháp sư ngày xưa đó, sau khi mà họ học đạo, thì họ sẽ có một cái khoảng thời gian là họ sẽ đi bôn ba chỗ này chỗ kia để mà xem rằng ở nơi nào có âm khí, nơi nào có ma quỷ, họ sẽ giúp ích là bằng cách là tiêu diệt hoặc là phong ấn như thế nào đó để mà tích cái công đức cho bản thân của mình. Cũng có nhiều vị sư thầy á, là họ sẽ tu luyện ở trong cái cốc của mình, rồi có một cái bàn thờ tổ nghiệp. Đến khi nào mà tổ nghiệp pháp sư á, họ báo mộng, họ báo rằng là ở nơi đó đang xảy ra một cái tai ương, thì những cái vị này sẽ tới nơi đó để mà hành hiệp, rồi để mà cứu giúp đời như vậy á. Thì Nam biết là như vậy nha. Thì có thể là cái vị thầy pháp sư này cũng là một trong những cái kiểu giống như vậy, mới tới cái nơi này để mà giúp đỡ cho gia đình của cái người anh cả sau cái chết của những cái người em của mình. Thì quay lại cái căn nhà lúc mà trò chuyện với cái chị dâu cả, thì cái người sư, cái người thầy này á, người thầy pháp này mới nói á, là từ ở phía cái gian buồng đó đó, là chỉ về hướng của cái gian buồng của cái cô em Út, nói rằng là âm khí phát ra từ đó rất là nhiều. Mà cái âm khí này không phải là của ma đâu, mà là của quỷ kìa. Và theo những gì mà chị đã nói, ý là cái người thầy pháp này nói với cái người chị dâu cả đó, thì rõ ràng đây là trùng tang rồi. Và đây là trùng tang cùng dòng họ, cùng huyết thống. Thì chắc chắn rằng nếu như mà không tiêu diệt được, không phong ấn được, thì chắc chắn là những cái người anh em trong dòng họ là chết hết, chết hết, không chừa một ai cả. Và rồi cái chị dâu cả này chưa kịp mở miệng để mà nhờ cái vị thầy này giúp đỡ, thì cái người thầy này đã nói rằng là sẽ giúp đỡ gia đình. Bây giờ là hãy chuẩn bị hết tất cả những cái đồ lễ như vậy đi. Thì cái người thầy này mới ghi ra hết toàn bộ những cái vật dụng mà cần thiết để mà cho gia đình sắm sửa. Rồi 6 ngày sau á,
người thầy này sẽ quay trở lại cái căn nhà này để bắt đầu hành lễ. Nếu như mà diệt trừ được cái con quỷ này thì tốt, còn ít nhiều gì đó cũng phải cố gắng để mà phong ấn, để mà bắt nó lại. Chứ không á là nó sẽ lại tác uy tác quái, rồi những cái người chết tiếp theo á lại tiếp tục nằm xuống thôi. Rất là mừng luôn, tại sao gia đình lại may mắn gặp được một cái người vị thầy, vị pháp sư như vậy. Và rồi cái vị thầy này á, họ mới bỏ đi về. Giống như là cái vong quỷ ở trong cái căn nhà này, nó nghe được cái cuộc hội thoại, đối thoại giữa cái chị dâu cả và cái người thầy pháp sư này á. Thì đúng vào tối cái ngày hôm đó, gió rất là lớn luôn, mưa tầm tã, sấm chớp thì vang cả một cái khung trời. Chị vợ trong đêm ngủ như vậy á, thì mới bị thức giấc, bởi vì trời mưa quá là lớn rồi sấm chớp. Thì mở mắt ra mới thấy á, là ở trên cái trần nhà của mình á, có cái bóng trắng á, nó cứ bay qua bay lại. Lâu lâu á, những cái tia sấm chớp nó vang trời á, những cái ánh sáng từ cái tia đó nó hắt lên trên cái bóng đó. Thì cái hình ảnh rất là kinh dị luôn, toàn là máu me, với tóc tai thì rủ rượi cứ bay phất phơ trên trần nhà. Rồi từ ở phía bên tai của cái chị dâu cả này á, nghe thấy những cái tiếng nói giống như vậy nè: không diệt được tao đâu, không trừ được tao đâu, tao sẽ giết chết hết, giết chết hết, không chừa một ai. Quá là kinh hãi luôn các bạn. Cho đến sáng ngày hôm sau là chị vợ là quá mức chịu đựng rồi, ôm hết mấy đứa con của mình đi về nhà mẹ ruột để mà tránh. Chỉ có duy nhất cái người chồng của chị á là ở lại thôi, tức là cái anh cả là ở lại nhà thôi, chứ không có đi theo vợ con của mình. Cho đến cái ngày hôm đó, trước khi mà người thầy pháp này tới là tầm trước đó là tầm 3 ngày, thì cái chị dâu cả này mới về nhà để mà kiếm chồng của mình. Thì tìm hết cả nguyên một cái căn nhà luôn, không thấy chồng của mình đâu cả. Giống như là có dự tính không lành rồi, mới chạy ra những cái sân sau để mà tìm. Thì hỡi ơi luôn, điếng hết cả người luôn, thấy chồng của mình đang nằm sõng soài ở ngay cái bụi chuối ở đằng sau nhà. Chạy tới thì mới thấy là chồng của mình lạnh ngắt rồi, tím tái hết toàn bộ mặt mày tay chân, là chồng của chị đó đã chết rồi. Có nghĩa là cái mạng thứ tư đã xảy ra đối với cái gia đình này, là cái người thứ tư đã vong mạng, chính là cái người anh cả đó. Người thầy pháp giống như là có linh tính vậy đó. Ngay cái ngày hôm sau, sau cái chết của cái người anh cả, thì người thầy pháp tới cái ngôi nhà này, thì đập vào mắt của thầy á, chính là cái bàn vong của cái người anh cả. Thì thầy nói chung là thầy rất là buồn tuyệt vọng luôn. Tại vì thầy nói rằng là thầy có một cái linh tính gì đó, một cái chuyện chẳng lành nó sắp tới, nên là thầy tới đây trước cái ngày mà dự tính, ai dè là vẫn không kịp, và cái người anh cả này đã vong mạng rồi. Người thầy mới nói là chắc chắn là cái vong quỷ này nó biết rằng là thầy sẽ tới để mà tiêu diệt nó, nên là nó đã ra tay sớm rồi. Nếu như mà nó đã ra tay sớm như vậy thì chúng ta cũng ra tay sớm luôn, chúng ta sẽ bắt đầu từ đây để mà tiêu diệt nó. Thì tất cả mọi người bây giờ nghe theo lời của thầy, chuẩn bị hết toàn bộ những cái đồ lễ để mà bày ra để mà tiêu diệt cái vong quỷ này đó. Thì cái ba của cái anh kể chuyện, ba của anh Nhật á, cũng là một trong những người ở trong cái khu vực này sinh sống á, nên là đã nhìn thấy được toàn bộ cái lúc mà ông thầy ổng làm lễ. Nhưng mà ba của anh Nhật không nhớ rõ là chi tiết những cái đồ lễ đó là những cái đồ lễ như thế nào. Tại vì cái câu chuyện này nó trải qua rất là lâu rồi, người ta chỉ nhớ được những cái cốt lõi chính của câu chuyện thôi. Chứ bây giờ ông thầy pháp ổng làm lễ như thế nào, rồi lúc mấy giờ, rồi cụ thể đồ lễ, rồi ổng bày binh bố trận như thế nào thì không phải là người trong nghề. Nên là ba của anh Nhật Minh không có biết hết toàn bộ cái nội tình bên trong, là ông thầy ổng cúng lễ như thế nào hay là ổng bày như thế nào. Chỉ biết rằng là gia đình á, chuẩn bị rất là nhiều đồ lễ, rồi bày hết cái bàn này tới bàn khác, từng từng lớp lớp như vậy thôi. Chứ bây giờ mà nhớ chi tiết thì chắc chỉ là bịa thôi, chứ làm sao mà nhớ chi tiết được. Thì cái này nó nam thấy rất là hợp lý. Thì trước khi mà làm lễ thì cái người thầy pháp này cũng nói thẳng luôn, người thầy pháp này sẽ giúp cho gia đình, sẽ không có lấy bất cứ một cái đồng tiền nào, cũng sẽ không cần công danh lợi lộc gì cả, chủ yếu là muốn giúp đỡ, muốn tích đức cho đời thôi.
Thì cái người thầy Pháp này nói là cái vong quỷ này nó rất là mạnh, bây giờ tiêu diệt được nó chắc là không tiêu diệt được đâu, họa may thì chúng ta phong ấn nó lại, chúng ta bắt nó lại thôi, chứ diệt là diệt không nổi. Với cái công lực của thầy Pháp thì không có đủ khả năng để mà tiêu diệt nó. Thì thầy nói rằng là nếu mà may mắn thì chúng ta thu phục được, còn nếu không thì một là thầy Pháp này không còn có thể hành nghề được, còn nặng hơn nữa là coi như là thầy cũng vong mạng luôn, tại vì cái giá mà phải trả rất là đắt. Thì những người xung quanh người ta nghe tới đó là người ta vô cùng là thán phục cái vị thầy Pháp này. Tại sao mà có thể sẵn sàng hy sinh cả cái tính mạng của mình để mà giúp đỡ cho những người không hề quen biết. Thì nói thêm về nghề thầy Pháp đi, thì nói thiệt là những người mà đã theo nghề thầy Pháp này thì cái nguyện vọng lớn nhất của họ là chỉ là giúp đỡ, giúp ích cho đời thôi, chứ chưa bao giờ cầu tiền tài hoặc là công danh cho bản thân của mình. Ấy thế rồi những cái câu chuyện này á, nó lại bị mất dần đi theo thời gian năm tháng. Chỉ có những người mà lớn tuổi còn sống á, thì người ta mới nhớ mà kể lại cái câu chuyện này. Đã thế rồi những cái người như Nam kể lại những cái câu chuyện này cho tất cả mọi người nghe, thì lại bị những cái người người ta comment tô xích, người ta kêu rằng là bịa chuyện rồi, ở thời đại 4.0 công nghệ thế kỷ 21 như vậy thì làm gì có những cái chuyện tâm linh ma quỷ như vậy. Thì nói chung là những cái người đó chúng ta bỏ qua một bên đi, chúng ta tiếp tục với cái câu chuyện của chúng ta. Mọi ngóc ngách của cái căn nhà này thầy bắt đầu đi tới để mà dán bùa, với cái ngụ ý là sẽ phong hết toàn bộ cái đường đi nước bước trong cái căn nhà này, để cho cái vong quỷ này nó không có một cái đường nào để mà nó binh, nó thoát ra được cả. Đặc biệt là cái gian buồn của cô Út là thầy phải chứng 4 cái góc tường để mà có thể vào bên trong đấu với cái con quỷ này. Đồ lễ cũng đã được chuẩn bị, bàn ghế tất cả mọi thứ đều đã được dựng lên hết rồi. Đầu tiên là cái người thầy Pháp này bắt đầu cúng ở đây là mời những cái vị thần linh thổ địa xung quanh để mà lên để mà trợ giúp. Rồi thầy có những cái lá bùa hình nhân hoặc là những cái bức tượng gì đó mà theo như mà người ta nói đó là âm binh mà thầy nuôi. Mà âm binh ở đây không phải là những cái vong hồn vất vưởng đâu, mà đó là những cái vị chiến binh chiến sĩ mà ngày xưa chết trận thầy thu về để mà giúp ích cho đời. Thì bắt đầu mới kêu lên hết luôn, kêu những vị thần, vị thánh nè, rồi những cái người mà đã khuất tổ tiên gì đó, rồi những cái vị binh tướng này để mà phù trợ cho thầy để mà có thể tiêu diệt được cái vong quỷ đó. Khi mà vào bên trong căn phòng của cô Út thì trên tay của cái người thầy Pháp này cầm theo một cái ly hoặc là một cái chum bằng đồng á. Rồi thầy bắt đầu là nhảy qua nhảy lại, múa may quay cuồng luôn. Những cái người mà trừng mắt thịt thì người ta không thấy được gì cả, người ta chỉ thấy khi mà thầy cứ nhảy qua nhảy lại, miệng thì cứ liên hồi là đọc những cái câu chú gì đó nhưng mà không có ai hiểu. Rồi mọi thứ xung quanh nó giống như là mờ mịt vậy đó, khói, những cái làn khói trắng nó cứ bay ngà ngà, rồi bụi nó cứ quay qua quay lại. Thầy thì cứ nhảy qua nhảy lại, múa tay múa chân như vậy thôi. Đối với cái con mắt của thầy á, lúc này là thầy đã thấy cái con quỷ này nó đã hiện ra nguyên hình của nó rồi. Đầu tóc của nó thì rũ rượi, cả toàn bộ thân hình của nó toàn là máu me thôi, răng nanh thì dài tới cổ như vậy. Nó bắt đầu là đại chiến với thầy à. Thầy với nó là cứ đấu với nhau như vậy thôi. Vương vãi xung quanh là những cái hạt muối, hạt gạo mà thầy tung lên để mà tiêu diệt nó đó. Rồi mọi thứ xung quanh nó bắt đầu nó rung lắc, gió nó bắt đầu làm cho những cái đồ cúng, đồ lễ đó nó rơi vãi khắp nơi luôn. Thầy đấu với cái con quỷ này từ lúc 6 giờ chiều cho đến tận 11 giờ khuya. Cái thời điểm lúc đó là thầy bắt đầu nằm vật vã xuống dưới cái nền đất rồi. Một chân của thầy thì quẹo qua một bên, giống như là bị cái con quỷ này nó bẻ cái giò vậy. Người ta mới thấy được cái ly hay là cái chung bằng đồng gì đó ở trên tay của thầy á. Mặc dù là thầy đã nằm bất động rồi, nhưng mà cái chung này nó cứ rung liên hồi như vậy. Cả người của thầy là vã đầy mồ hôi luôn, xanh lè xanh lét. Thầy rồi những cái bụi nè, những cái làn khói nó bắt đầu nó dừng lại. Mọi thứ nó bắt đầu trở thành một cái không gian tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thì thầy mới cố gắng thầy ngồi dậy. Thầy mới nói là thầy đã bắt được rồi, thầy đã nhốt được cái vong quỷ đó vào bên trong này rồi. Tất cả mọi người nghe tới đó ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng á là đã có thể bắt được cái vong quỷ đó rồi. Và may mắn thêm một điều á là cái người thầy pháp này đã không vong mạng khi mà trong cái quá trình cố gắng giúp đỡ gia đình này. Vậy là cái công việc lập bàn để mà thu phục cái phong quỷ này á, nó đã hoàn toàn kết thúc. Thầy kêu rằng á, là mọi chuyện đã trở về bình thường rồi. Gia đình hãy cứ thu dọn hết toàn bộ mọi thứ, xong rồi vào đây để mà sinh sống giống như bình thường thôi. Nhưng mà cái căn phòng này á, dẫu sao nó cũng đã từng có người treo cổ chết rồi. Nên là bây giờ dỡ bỏ cái căn phòng này luôn. Đừng có để cái căn phòng này lại làm gì, nó không có được tốt lắm. Thì mọi người lúc này mới hỏi là rốt cuộc cái vong quỷ này là từ đâu mà có? Phải chăng chính là cái cô Út á, cô đã chết rồi cô Út hận như thế nào mà hiện thành quỷ để mà về giết hết toàn bộ những người thân của cô? Tại sao cô lại nhẫn tâm ác độc tới mức như vậy? Thì cái người thầy này mới nhắm mắt lại, sau đó là lắc đầu. Thầy kêu là không phải, đừng có nghĩ xấu cho cái người em của mình như vậy. Cái cô Út này á, đúng là cổ đã thắt cổ của tự tử rồi, đó là một cái điều sai trái của cổ. Nhưng mà cổ lại chết vào một trong những cái giờ linh, một cái giờ độc, để rồi cổ bị những cái vong quỷ đó nó bắt cổ lại, nó đánh đập, nó hành hạ, nó sai khiến cổ là phải quay trở về nhà để mà hãm hại những cái người thân của cổ. Cổ cũng rất là đau đớn chứ, cô cũng buồn chứ, nhưng mà cô không biết cách nào cả, bởi vì những cái vong quỷ này á, nó đã hành hạ bắt buộc cô làm như vậy. Cô đâu có muốn hại những cái người thân của mình đâu. Nhưng mà bây giờ may mắn đã đến rồi, tôi đã thu phục được cái vong quỷ này. Cô Út cô cũng không còn nằm ở trong cái sự kiểm soát của cái vong quỷ nữa. Bây giờ tất cả những người còn sống cũng phải sống, hãy thờ cúng những người đã mất và cũng đừng uất hận cô Út làm gì cả. Hãy giúp cho họ siêu độ để mà sớm ngày có thể được đầu thai chuyển kiếp. Chứ đừng có mang cái tâm uất hận để làm gì. Đây không phải là một điều cô Út cũng muốn làm đối với gia đình những cái anh chị em ruột thịt của mình. Thì mọi người nghe tới đó mọi người mới ngộ ra, mọi người mới không nghĩ xấu về cái cô Út này nữa. Sau đó thì cái người thầy này nè, người thầy này mới quyết định là bỏ đi, mặc cho gia đình đó là cầu xin thầy ở lại để mà có thể cho tiền rồi bồi dưỡng rồi bồi đắp cho thầy. Nhưng mà thầy không, thầy quyết tâm là thầy không lấy bất cứ một cái thứ gì cả, thầy chỉ lấy một ít trái cây để mà đem đi thôi. Và rồi trong cái đêm tối hôm đó đó, lúc đó là cũng tầm canh 2 canh 3 rồi, một mình thầy cứ lẳng lặng trong cái màn đêm để mà đi, người ta cứ nhìn theo cái bóng dáng của thầy á, rồi hoàn toàn thầy đã biến mất trong cái màn đêm đó. Và kể từ cái thời điểm đó trở đi, không một ai biết tung tích về cái người thầy này nữa cả. Trước mà lúc đi á, thầy có nói rằng là có thể rằng là thầy sẽ không còn có thể hành nghề được nữa, tại vì là binh tướng của thầy là đã bị tiêu diệt hết rồi. Và bây giờ công lực sức khỏe rồi tay chân của thầy nói chung là đã bị cái vong quỷ đó nó đấu, nó làm cho bị tổn thương. Nên là cái công việc, cái hành nghề của thầy nói chung là nó sẽ kết thúc từ đây luôn. Giống như đây là cái kiếp nạn thứ 81 của thầy đó. Thầy làm xong là coi như là xong xuôi hết rồi, là thầy phải bỏ nghề để mà mai danh ẩn tích. Thì cả gia đình rất là biết ơn cái người thầy này luôn. Và cuối cùng á, mọi chuyện nó đã dần trở nên êm đẹp. Và cái gia đình này và cái làng xóm xung quanh á, đã trở về một cái cuộc sống yên bình như trước. Tất nhiên là nỗi đau thì nó vẫn còn, bởi vì bốn cái người thân á, xung quanh á, đã mất rồi. Bốn anh chị em đã hoàn toàn chết. Nhưng mà rồi họ vẫn phải cố gắng để mà sống cuộc sống của những người còn sống, để mà chăm lo cho những anh chị em còn lại cũng như là những người con cháu. Thì cái câu chuyện này là câu chuyện mà anh Nhật Minh kể lại do ba của anh Nhật Minh đã từng chứng kiến. Thì Nam xin phép chia sẻ lại câu chuyện này cho tất cả mọi người cùng nghe. Thì mọi người thấy đó, ma quỷ thì nó luôn luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Chẳng qua là nó thừa một cơ hội nào đó để mà có thể hãm hại chúng ta thôi. Nói chung rằng hãy cố gắng sống tốt,
hãy cố gắng làm nhiều những cái việc thiện, thì dù cho chúng ta gặp bất cứ một cái khó khăn nào thì cũng sẽ có quý nhân phù trợ để mà giúp đỡ cho chúng ta thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Mọi người thấy sao về câu chuyện này? Nhớ để lại comment cho Nam biết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những câu chuyện ngày mai.